chào các bạn. Trong video này thì hiện tại mình đang in test một cái mẫu phim Rayden chấm bi màu trắng và kết hợp với lại màu sắc. Thì trong những cái video trước mình đã có giới thiệu riêng một cái video phim Rayden chấm bi màu trắng mà mình có điều chỉnh rất là nhiều cái hiệu ứng khác nhau theo yêu cầu của khách hàng mong muốn, là mình điều chỉnh cái độ chuyển từ cái phạm vi mà cao và chuyển dần lên trong suốt, cũng như là điều chỉnh những cái hạt chấm bi nó có kích thước nhiều, kích thước khác nhau là to, vừa, nhỏ gì đó. Thì tất cả những cái phần kỹ thuật đó là bên mình đều có thể điều chỉnh được trong ứng dụng cho cái dòng phim Rayden chấm bi. Và cái thứ hai nữa là mình cũng có một cái video riêng về cái dòng phim chấm bi nhưng mà in màu sắc đó, thì nó cũng sẽ có rất là nhiều cái hiệu ứng khác nhau. Và đặc biệt trong các sản phẩm mình in tới đây thì mình có in là chấm bi màu trắng nè, để cho các bạn thấy là đây là những cái chấm bi to màu trắng và có kết hợp với lại màu của thương hiệu nha các bạn. Đối với cái mẫu phim Rayden mà thông dụng mà tiêu chuẩn á, thì nó chỉ có một màu trắng thôi. Tuy nhiên ở đây mẫu này thì mình đã thêm cái phần màu sắc của nội dung để cho cái hiệu ứng của phim nó sẽ nổi bật hơn, cũng như là đối với những cái màu sắc của thương hiệu mình cũng có thể ứng dụng vào cái hiệu ứng cùng với lại hiệu ứng của màu trắng chấm bi nha các bạn. Đối với phần màu sắc thì hiện tại là ở đây mình đã có hai hiệu ứng nè, các bạn dễ hình dung nè. Một cái hiệu ứng là nó sẽ xuyên qua đèn là màu, và các bạn thấy hai cái tông màu này là ánh sáng của đèn nó xuyên qua, cho nên là nhìn cái màu nó sẽ tươi sáng và nó nhạt hơn. Còn đối với hiệu ứng này thì màu sắc không xuyên đèn qua nè. Đó thì tùy vào cái mục đích các bạn mong muốn là màu sắc của mình như thế nào thì mình có thể ứng dụng, bên mình có thể điều chỉnh theo yêu cầu của các bạn được luôn nha các bạn. Khác với cái việc mà những cái đề can mà các bạn hay dán kiểu truyền thống là hay dán những cái phần phim đề can cắt mờ đâu á, thì đối với hiệu ứng này ngoài cái việc là nó ứng dụng là che cái tầm nhìn mình không mong muốn, thì cái quan trọng là nó còn tạo được những cái hiệu ứng màu sắc của thương hiệu cũng như là về mặt thẩm mỹ nữa. Thì khi mà mình decor ở một cái văn phòng của mình thì đôi khi nó là cái nơi để cho các bạn nhân viên mình làm việc hàng ngày, hay là nơi để cho mình gặp gỡ đối với những cái đối tác, thì cái văn phòng các bạn trang trí đẹp thì chắc chắn nó cũng sẽ để lại những cái ấn tượng tốt đối với lại đối tác của mình thôi. Đó thì rất là nhiều vấn nữa thì bên mình sẽ tiếp tục trong những cái series mình sẽ test ở những cái video sau. Các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment nha, mình sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.